Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình và mình là Slenderman. Ngày hôm nay mình đã có rủ 500 anh em có mặt lại đây để tham gia cùng với mình một trò chơi, đó là đi tiêu diệt xe lửa ma Choo-choo Challenge nha các bạn. Thì các bạn biết rồi, mình là người đã phá đảo thế giới ảo được ở trong tựa game Choo-choo Challenge rồi. Nhưng mà 500 anh em nó chưa chơi được như bạn, cho nên là ngày hôm nay mình muốn rủ tụi nó vô chơi chung với mình, cùng nhau tiêu diệt Challenge nha các bạn. Rồi bây giờ thì có rất là nhiều người, nhưng mà người ta chỉ cho 4 người chơi thôi các bạn, nên là mình cũng không biết chọn ai nữa. Vô ngẫu nhiên đi, ai may mắn sẽ được chọn nha. Rồi let's go đi nè. Đây bây giờ mình sẽ gọi là chuẩn bị nè các bạn. Let's go. Qua bên này. Không, qua bên này bị lừa. Nói chung mình phải làm vậy để cho những người nào mà gọi là hả nhanh tay thì có thể tham gia cùng với mình. Chứ các bạn nhìn đi, 500 anh em ngoài kia mà vô đây chỉ có được 4 người thôi. Thực ra chỉ có 3 người thôi, không tính mình nha. Tại vì mình là người đã chơi rồi. Lần này mình muốn rủ 500 anh em vô chơi cùng như thế nào. Thôi hãy làm sao. Ủa, gì ghê vậy? Chưa kịp nói xong là có cái miệng nó táp mình rồi các bạn. Wow, chào mừng các bạn đã đến với thế giới của Challenge. Và đây chính là chiếc xe lửa mạ vàng 94 Phật kế các bạn. Rồi để xem coi như thế nào đây. Ai đây? Đây là người hướng dẫn các bạn ơi. Bây giờ là nghe ông ta nói. Nghe ông ta nói chuyện nha các bạn. Ông ta sẽ hướng dẫn để cho những 500 anh em biết. Đây là shop kiếp, chúng ta có thể mua được những cái đồ để có thể cuộc hành trình của chúng ta nó thể dễ dàng hơn. Đây là xe lửa của bạn. Bạn có thể nâng cấp nó bằng những cái phế liệu. Đấy là tăng tốc nè, tăng máu nè. Đó là những cái phế liệu tăng giúp cho cái xe lửa nó tăng lên các bạn. Rồi, bây giờ là chúng ta sẽ đi khám phá ở những cái chỗ gọi là khu mỏ bỏ hoang như thế này. Ai biết điều gì sẽ xảy ra ở trong đó. Rồi mấy đứa lên, anh lái tàu nha. Let's go. Đi nào. Let's go. Đi. Ủa rồi. Ê, thanh niên kia đi, nhanh lên. Nhanh lên. Rồi, một bạn thì đang gọi là ở đây sử dụng cái cây sáu nòng. Một bạn đứng trên nóc nhà để quan sát, còn mình thì gọi là lái tàu nha các bạn ơi. Mình lái tàu gọi là bình thường thôi, để xem coi như thế nào các bạn. Wow, chúng ta đang đi qua một cái chỗ mà hình như là một cái chỗ chậm nghỉ, chậm dừng xe các bạn ơi. Ngày thứ nhất chỉ còn có khoảng 50 mấy giây nữa thôi. Mình không hiểu tại sao mình mới vô đây mà còn có 50 mấy giây vậy trời. Bó tay luôn. Ý, ở đây có người nè. Quay từ từ đã mấy đứa ơi, ở đây có người nè. Dừng. Xuống đây coi. Ở đây có người nè, xuống đây. Rồi nói chuyện với người ta coi sao. Tại sao, xin chào. Rồi nhìn bạn giống như là một người đang đi thám hiểm đúng không? Bạn có muốn tìm muốn ông này ông gọi là cố vấn chỉ đường cho mình không á? Nhiệm vụ của chúng ta là tìm hộp sọ vàng. What? Hộp sọ vàng ở đâu? Rồi đi mấy đứa ơi. Nhiệm vụ là tìm cái hộp sọ vàng gì đó không biết nữa. Lên. Cần làm nhiệm vụ nha. Đi nào mấy đứa ơi, nhanh lên. Trái liền nó xuất hiện một cái là cả đám gọi là hôi rồi luôn ấy. Rồi, bắt đầu rồi các bạn ơi, trời tối rồi nè. Rồi, let's go. Cả đám đi trên xe này mà gặp trái liệt thì căng à nha. Ui, tối rồi, sai đèn pin, có đèn pin mà đúng không? Có đèn pin mà, không cần, mình cũng có cái đèn của xe lửa rồi các bạn, cho nên nó cũng sáng. Mọi thứ im lặng thôi. Ui, Charlie nó tới rồi. Nó tới rồi, đâu rồi. Nó tới rồi kìa, anh em. Trời ơi, rồi, anh em đâu? Charlie tới kìa. Cầm gun đi, trời ơi, nó sợ quá cái gì để anh. Ui, bắn đi em, đúng rồi, bắn đi. Đúng rồi, nó chạy rồi. Wow, bỏ tàu luôn các bạn thấy không, mình bỏ tàu luôn mà. Mình không dám gọi là ngồi luôn các bạn. Sợ quá, rồi nó chạy lên núi rồi các bạn ơi, Hơi lắc một tí nha các bạn. Quay, rồi, tiếp tục mình vô mình ngồi mình lái xe các bạn ơi. Sao lái không được, mình hơi lắc các bạn ơi. Rồi tiếp tục, từ, stop. Rồi từ, đi thôi anh, ở đằng kia có gì nè. Anh vừa mới khám phá được nè. Đèn pin đâu, lấy đèn pin ra soi. Trời ơi, hình như đây là một cái nông trại các bạn à. À đúng rồi, cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta gọi là có tới rồi các bạn. Nhanh lên đó em ơi, cha liền nó xuất hiện lúc nào không biết đâu nha. Mình không có gì để chống đỡ đâu. Ây da, mình hết đèn pin luôn các bạn ơi. Đèn pin nó chỉ có khoảng gọi là vài giây thôi, mười mấy giây thôi. Rồi nói chuyện với ông này coi như thế nào. Ông này chắc ông giao nhiệm vụ mình các bạn ơi. Tôi là người mới đây, nghe nói đây nè. Bây giờ bạn muốn tìm công việc đúng không? Tôi sẽ lo cho bạn một cái công việc. Được rồi, bây giờ là tôi cần công việc thu thập bắp các bạn ơi. Vậy là nhiệm vụ này dễ nè các bạn. Nhiệm vụ này mình làm được nè. Nhưng mà thu thập 30 trái bắp. Trời ơi, mỗi trái bắp là thu thập khoảng 2 giây mà 30 trái lận bạn. Wow, nhiều đây. Không sao, bây giờ là mình để xem coi
khoảng tầm 1 phút là mình gom được mà. Ê, mình mới thấy cái này. Phế liệu nè các bạn. Lấm. Thu thập đi mấy em. Nó kêu trái lịch ở ngay xe các bạn, ngay xe đâu. Hàng gì mình thấy tung lá lên trời luôn. Mình không được nhận nhiệm vụ thêm nữa các bạn ơi. Thôi đi mấy em ơi. Chạy nhanh cũng không được nữa. Trái lịch đâu? Ừ gì? Vậy là trái lịch nó vừa mới xuất hiện nhưng mà nó không biết tụi mình đang ở đâu, nó chỉ biết cái xe của mình đang ở đây thôi các bạn. Đây nó thấy cái xe của mình phát sáng nè. Cho nên là nó chỉ chạy là cái xe mà nó thấy không thấy tụi mình đâu, hên quá. Tưởng đâu đang thu thập bắp mà nó gọi là hạ nó xuất hiện cái là mình tụi mình chạy không kịp luôn á. Ủa cái xe. Cái xe nãy đang đẹp lắm mà sao bây giờ. Ồ hên quá, sửa lại rồi. Chiếc xe nãy đẹp lắm bạn. Con trái liền nó tấn công một cái xe mình gọi là hạ bị rỉ xét luôn. Lấy xe lửa đi mấy em, cho nó chạy tới đi nào. Để anh cầm gân cho. Cái gân này để anh sử dụng thử một lần xem như thế nào. Ây da, xe đi lui. Ây mấy thanh niên này không biết đi à. Nè tới nè. Đấy, nó chỉ có 3 chế độ thôi, dừng, tới và lùi, mà mấy thanh niên này còn không biết lái nữa, mất thời gian thật. Để khi nào mà trái liền xuất hiện đây anh, các em phải để anh à. Rồi lái thuyền đi mấy em ơi, lái tàu đi để cho xe lửa nó chạy. Chắc là xe lửa này tự động chạy được các bạn ơi. À, gặp xe lịch là báo nó đúng không? Tôi đã, xe lịch ở đâu cơ đã? Wow. Mọi người đang rất căng thẳng luôn. Em không biết lái à. À, rồi ok. Để em lái cho, rồi lên lái đi em. Xe này nó dễ mà. Rồi xuống em ơi. Để anh cầm gân. Từ. Wow. Tính ra cái đường này á các bạn phải để ý nha. Ơi nó té rồi kìa. Dừng em ơi. Sao nó lại té vậy? Trời ơi, challenge mà nó tới lúc này thì mấy thanh niên này chắc phải gọi là xin vĩnh biệt cụ luôn ấy. Nghĩ sao vậy trời, cái đoạn đường này nó vắng que à. Lên lẹ. Muốn bị gì đây? Muốn challenge nó ăn à? Chắc trời sáng này nó cũng bớt xuất hiện rồi các bạn ơi, không sao đâu. Ui. Rồi, mình sẽ để cho tàu nó tự chạy đi. Ngày thứ hai sắp qua rồi và đêm sắp tới, mà đêm tới thì trả lời nó sẽ xuất hiện. Có ngọn hải đăng kìa. Tụi mình đang đứng ở đây để đợi con trả lời các bạn ơi, nhưng mà coi bộ nó không dám tới đây rồi. Thôi mình sẽ gọi là đi vô cái ngọn hải đăng này đi mấy em ơi, đi vô cái ngọn hải đăng này. Không, đèn pin của mình mở lên thì nó hao pin rất là nhanh, nhưng mà khi tắt đi nó cũng hồi pin rất là nhanh các bạn. Cái này nó tự hồi năng lượng. Mình đang quan sát đằng sau lưng, anh em thì đang đi theo mình. Đấy, tụi mình đã gọi là sống sót được đến ngày đêm thứ hai rồi đấy. Không phải đơn giản đâu. Hên các bạn, được đêm thứ hai là hay rồi. Hình như khu này Charlie nó không dám tới. Để tụi mình tới cái ngọn hải đăng này coi có gì hay ho. Mở cửa vô nè mấy đứa. Có người nè, ông này sao buồn vậy, nói chuyện với ổng coi. Hello, chào đằng ấy đi chứ. Thanh niên nào dịch dễ thương vậy. Rồi, bây giờ cái đèn của ổng bị hư hay sao á. Ổng gọi là lấy cho mình gọi là đây. Bạn có phiền lấy cho tôi bộ phận để giúp nó chạy lại không? Được rồi, mà lấy cái bộ phận đó ở đâu? À, bây giờ là chúng ta cần tìm ngọn. Ui, trái lịch kìa các bạn, trái lịch nó tới kìa. Anh em, nó phá xe lửa của mình. Anh em lên anh em. Nó phá xe lửa của mình anh em ơi. Wow. Bây giờ là mình cần tìm cái phần của ngọn hải đăng. Hồi nãy mình tìm được cái rồi, tí nữa mình sẽ tìm tiếp. Ê, đừng có phá xe của tôi. Challenge. Nhanh lên. Đây, cái phần của ngọn hải đăng này các bạn đúng không? Rồi đúng rồi các bạn ơi, chuẩn rồi. Nó kìa. Nó này các bạn ơi. Lên xe lửa. Vô. Cái xe hư rồi. Đây các bạn ơi. Mình đang gọi là cố gắng để shoot nó nhưng mà không có tác dụng. Ây da. No. Mất máu. Chạy đi. Come on. Cố lên mấy em ơi. Đây, nó đây. Đây anh em ơi. Rồi. Đây, mình đang gọi là xuất nó các bạn thấy nó mất máu không? Đây, nó chạy rồi, chạy đâu, dám phá xe lửa của tôi hả? Wow, nó chạy rồi các bạn. Vô, không cho nó thoát. Wow, ghê thật các em ơi. Từ từ, hình như là một đứa nó bị ngụm rồi các bạn. Thu thập cái bánh răng của hải đăng nè. Trời, 4 miếng rồi nè, trời 5 miếng luôn các bạn. À, thì là cái này hả? Bánh răng các bạn được 5 miếng rồi nè. Rồi đi lên tiếp, để mình lên trên đây xem coi là có gì trên đây hay không nha các bạn. Ây da, trời, cái gì? Ây da, ơi. Nó bị kẹt. Có mẹ ơi, đây, 7 miếng rồi nè. Thanh niên lên đây tìm được 7 miếng. Wow, đây là cái ngọn hải đăng nè các bạn. Mình có thể đứng ở đây để mình có thể quan sát được challenge nó tới. Đây, 8 miếng. Trời ơi, tưởng đâu bỏ cuộc rồi, ai ngờ đâu có tiền anh em ơi. Cái hải đăng nó xoay nè.
Đây, thanh niên kia đang đứng ở dưới đó để gọi là đợi. Thôi mình đi xuống nha. Ở đây thì nói chung là mình đã làm xong nhiệm vụ rồi. Ây da. Rồi đi thêm ơi. Let's go. Trời sắp tối rồi. Nhanh lên. Úi giời ơi, trời tối rồi. Đèn pin đâu? Nhanh em ơi. Coi chừng nó tới. Nhanh. Rồi, let's go. Đi nào. Nó tới rồi kìa. Anh em ơi, nó tới. Nó tới rồi kìa, anh em. Nó tới rồi anh em ơi. Shoot nó. Rồi, để anh nâng cấp cái xe của mình. Nâng cấp lên mấy đứa ơi. Bỏ tiền ra nâng cấp đi. Ôi, làm gì có ích cho xã hội đi mấy em. Ui, nhanh lên. Nó này đây các bạn. Thanh niên này đang cố gắng chiến. Đúng rồi. Bye bye. Charlie, bye. Sắp tiêu diệt được nó rồi các bạn ơi. Hơn nửa cây máu rồi. Nó mà xuất hiện lại lần nữa đi. Nó lại nữa kìa. Quay. Nó lại nữa các bạn ơi. Nó muốn chiến đấu hết mình với tụi mình luôn à. Bắn đi em. Trời ơi, không có bắn chuẩn gì hết vậy. Rồi, để mình sẽ nâng cấp. Xe mình chuẩn rồi các bạn ơi. Xe mình ngon rồi đấy. Uff, sợ ghê luôn các bạn ơi. Wow. Hay quá em ơi. Được lắm. Thanh niên này được á. Hảo hán ấy. Charlie bây giờ nó còn có nửa cây máu à. Wow. Bây giờ là tụi mình sẽ đi tiếp để xem coi có nhiệm vụ thì làm tiếp nha các bạn. Cái gì? Bạn kia đâu hả? Trời ơi, nó ngủm từ đầu rồi em ơi. Nó ngủm từ đầu rồi. Trời ơi, giờ này còn hỏi nữa. Tội nghiệp thanh niên, chiến đấu hết mình vì team mà ngủm luôn rồi. Ê, cái chỗ này ghê nha. Charlie nó xuất hiện lúc nào không biết nha các bạn. Ờ, các bạn thấy không? Nãy giờ là những người anh em của mình là... Ôi, sao cái chỗ này nó có một đường ray nè, nó có hai đường ray bên này đó bạn. Giờ sao ta? Wow. Ghê quá. Tụi lên. Tôi không có bằng lái xe. Ê, thanh niên này được nè các bạn. Tôi có bằng lái xe đạp. Ôi, nó kìa. Quay lo chém gió. Anh em đâu, anh em ơi. Anh em ơi, nâng cấp xe đi, xe lại sắp bị tiêu diệt coi. À, chạy đâu sâu. À, cắn lén à. Anh em người ta đang chém gió mà nó cắn lén anh em mình các bạn. Rồi, không sao, anh em mình có tiền mà nên là ơ, đi tới đi. Lái tàu kiểu gì á trời. Ê, hình như Charlie nó quay lại phải. Mình mới thấy mấy cái kia nó đung đưa. Đi em ơi, có nhà nè. Chúng ta phải khám phá được cái nhà này. Ủa? À, cái chỗ này của mình nè. Hay quá. Chỗ này của tụi mình có thể nâng cấp sức mạnh rồi. Ôi, trời ơi, mở cửa. Ê, ông gì kỳ vậy, tụi tôi quay lại rồi nè. Ê da, tụi mình quay lại rồi nhưng mà ông đóng cửa rồi các bạn, ông đi ngủ rồi, ông này kỳ quá. Trời ơi, chơi kiểu này ai chơi lại ổng trời. Bó tay luôn. Ui, ở ngoài kia có người kìa. Ê, ở đằng kia có gì phát sáng các bạn ơi, từ. Đi thôi anh em ơi. Đi thôi nè. Nhanh lên, qua đây. Ở đây có người nè. Ông này hình như là một người câu cá thì phải. Câu cá đêm khuya à. Để xem coi. Nước nè các bạn. Về có quay vặt không trời. Rồi, chúc mừng gì vậy? À, tôi gì đây? Tôi đã đánh mắt cần câu. Ờ, đánh mắt cần câu mà ông chúc mừng các bạn ơi. Rồi giờ sao, muốn tôi tìm đúng không? Bạn có thể giúp tôi tìm lại cái cần câu của mình hay không? Được, tôi tìm cho. Anh em tôi ở đây đông lắm. Ôi, Charlie nó tới kìa. Ui, Charlie nó tới các bạn ơi. Cái cây nó vừa mới đung đưa luôn đúng không? Mình mới thấy cây này đung đưa nè. Xe lửa mình đâu trời? Ủa, xe lửa mình đâu? Kìa, xe lửa nó tới coi anh em, cái xe lửa mình kia, cố lên, đúng rồi người anh em, đúng rồi, cho nó chạy đi, kệ nó, đừng có bắn nữa. Charlie dám đấu với anh em tụi tôi à? Rồi, để mình nâng cấp xe lên cái đã, rồi xe ngon lành ngành nào các bạn ơi, các bạn không, nó mỗi lần nó đi á là mấy cây đằng kia nó rung rinh các bạn không, đó rung rinh kìa không? Ấy, là mỗi lần các bạn biết Charlie tới là cây nó rung rinh nha. Rồi từ từ, trời sáng rồi nè. Cần tìm những cái mảnh của các cần câu để mình gọi là mình đem lại cho ông này. Bây giờ mảnh cần câu ở đâu? Đi thôi anh đi, đừng có mà ở lại. Trái liệt bây giờ nó hết rồi. Đây, mình đang bơi các bạn ơi, dưới đây coi có không. Ây! Bơi ngẫm à. Ôi, ngẫm rồi. Giờ sao? What? Trời, sắp tối rồi các bạn, mà thanh niên này thì chỉ còn một mình thôi. Tất cả trông cậy vào bạn này nha. Ai à, nó dừng. Ui, nó dừng rồi. Sao vậy? Ui, nó lùi xe à? Sao lùi vậy em? Ui, stop cái xe lại. Ui, một là dừng, hai là đi tới, đừng có đi lùi rất khó chiến đấu nha. Dừng cái xe lại chưa? Cái xe nó chạy nó cứ giật khó chịu à. À, dám mày đâu à, dám kêu Charlie xuất hiện à, thách thức Charlie à. Chưa xuất hiện đâu, cứ bình tĩnh. Không đơn giản nó xuất hiện đâu.
Tại vì á là thời gian nó còn 3 phút mấy, 4 phút lận. Con trai liền nó sẽ canh thời gian khi mà tụi mình hoạt động những cái nhiệm vụ á. Nó sẽ gọi là à, anh chấp hết à, gáy à. À, xuống xe lửa à, liều lắm. Rồi, để xem coi như thế nào nha. Các bạn tin là bạn này có thể chiến thắng được Charlotte hay không nha các bạn. Rồi, để xem coi. Mình sợ một mình bạn này lại không thắng nổi đó các bạn. Các bạn biết tại sao không? Hồi nãy có 3 người. Một người có nhiệm vụ lái tàu, một người có nhiệm vụ là sửa xe lửa, và một người có nhiệm vụ là bắn con Charlotte. Mà bây giờ là còn một người à. Thì làm sao một người có thể làm được hai ba việc như vậy? Ồ, đó, đó là cái vấn đề nha các bạn. Cố lên nào. Ê, nó sau kia, nó tới kìa, nó tới kìa em. Go, đây đây, đúng rồi, hạ gục nó đi. Cố lên, không là xe lửa hư đấy. Yeah, thanh niên này đã hạ gục được Charlotte rồi. Chúc mừng em, người chiến thắng Chicken Dinner. À, Chicken Dinner là trong PUBG đấy các bạn. Rồi, chúc mừng em. Quá là ghê gớm luôn, tụi mình đã chiến thắng được Charlotte rồi các bạn. Wow, ngầu chưa cười các bạn. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem video này nha. Và nếu thấy đừng quên để lại cho mình một like và đăng ký và share. Cùng mình xem một comment cao nếu các bạn fan cho ủng hộ mình nha. Rồi thì tụi mình đã chiến thắng được Charlotte rồi nha các bạn. Tuyệt vời ông mặt trời luôn. Wow, hên là bạn này bạn còn